Một Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật: con bạch thầy, con xin thầy giải đáp giúp câu hỏi của con về gia đình nhà chú con. Chú con là em út trong gia đình nhà con, bố con là anh cả. Phải nói rất là rõ. Trước đây khoảng 10 năm, chú con là một cán bộ lâm nghiệp. Bây giờ chú con đã về hưu, nhưng thời gian này chú con làm nghề giết mổ và nhận làm cố cho các cơ quan cá nhân đặt nên chú con giết mổ rất nhiều, từ thịt chó, thịt gà, thịt mèo, thịt lợn, thậm chí thịt cả ngựa để nấu cao, và có lần làm thịt cả ngựa có thai. Giờ đây chú con bị ung thư phổi. Hai người con trai thì lấy vợ mấy năm rồi mà không sinh được con. Gia đình luôn lục đục, đã đi nhiều đền phủ cầu xin nhưng không hết. Bây giờ con phải làm sao? Mong thầy chỉ giúp cho con để con nói với chú con cho gia đình con bớt nghiệp chướng này ạ. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy không? Tất cả không phải gia đình riêng gia đình nhà Phật tử, người thân gia đình Phật tử này đâu. Không phải riêng ông chú của Phật tử này đâu, mà các Phật tử cứ nghiệm chiêm nghiệm lại hàng xóm nhà mình, trong thôn nhà mình, khu phố nhà mình, trong làng trong xã nhà mình, tất cả những người làm nghề sát sinh đều giàu rất nhanh, nhưng mà lụm cũng rất gì, bại cũng rất gì, rất trắng, giàu phất lên thật nhanh. Thậm chí đang ở ngôi nhà cấp 4 chỉ 2-3 năm sau có nhà gì ạ, nhà 2-3-4-5 tầng luôn, thậm chí có cả ô tô xe máy đẹp để đi luôn, nhưng mà chỉ khoảng 10-15-20 năm sau là cùng thôi. Con cái, hoặc là con cái phá, hoặc là sinh ra bệnh tật, hoặc sinh ra gì, vợ đi ngoại tình, hoặc chồng đi gì, đi kiếm bổ, và gia đình tự nhiên sinh ra lục đục, thậm chí là tan nát. Đấy chỉ là mới là cái nhân thôi các quý vị, còn cái quả về sau á, nó mới là khủng khiếp. Khủng khiếp làm sao? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật cũng nói rồi, mà rất nhiều những kinh điển đại thừa Đức Phật cũng đã nói, những người làm nghề sát sinh sau khi chết đi thường đọa trong tam đồ ác đạo, tức là gì, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có ông Trương Thiện Hòa làm nghề giết heo, mổ lợn, mổ trâu, mổ bò hàng ngày đó. Khi mà còn khỏe thì ông này không có tin Phật pháp. Ông này giết gà mổ lợn làm cái nghề sát sinh cho nên ông chẳng sợ. Thậm chí thì vợ ông đi chùa, ông còn cấm đoán và bảo rằng á, tao thì làm vất vả hàng ngày, mày cứ đem tiền của tao đem ra cúng thì mấy cái ông sư đầu chọc ở ngoài chùa. Thế đấy. Và cấm không cho vợ đi chùa. Các vị biết không? Nhưng mà khi về già, ông nằm ốm liệt giường liệt chiếu, trên thân thể của ông á, tự nhiên những cái gì mình gọi là những cái, nó không phải bệnh hủi đâu, mà tự nhiên nó cứ nổi lên những cái u, cái nhọt á, nó to tướng hết khắp cơ thể, và ông rên la gì thảm thiết cả ngày lẫn đêm. Cái mùi tanh hôi đến thì đến nồng nặc, vợ con cũng không gì, không hầu hạ được nữa, và cái mùi khủng khiếp. Chúng ta biết cái mùi hôi, mùi thối ở trên cơ thể con người ta mà, nó chẳng kém gì mùi cóc chết. Các cụ, các Phật tử chúng ta ngửi thấy mùi cóc chết bao giờ chưa? Hả? Mùi cóc chết á, cái mùi thối của nó hơn tất cả các loài vật khác chết. Con trâu, con bò hay con gì, con cá nó chết thối, nhưng mà cái mùi thối của nó chúng ta còn gì có thể chịu được một chút, những cái mùi cóc chết các quý vị ạ. Con chuột chết trong nhà mùi nó ghê rồi, nhưng con cóc chết trong nhà mùi nó còn khủng khiếp nữa. Vì sao? Con cóc nó có cái chất gì ạ? Chất cực độc ở trên gì? Trên da, trên thân thể, trên gan của nó, trên phổi của nó, cho nên á, khi nó chết cái chất độc nó phát tác ra. Vì vậy mà cái mùi thối của nó là khủng khiếp. Nhưng con người chúng ta khi mà trên thân thể lở loét cái mùi thối mà có giòi á, có bọ á,
thì vừa tanh, vừa hôi, lại vừa thối, rất là khó chịu. Cho nên vợ con gì cũng không thể gần gũi hầu hạ ông ấy suốt được nữa. Vì vậy mà ông ấy thường đau và rên xiết khóc lóc một mình. May thay cho cuộc đời của ông, đó là gì, một hôm có một cái vị hòa thượng đi khất thực, có cả đi hoàng đi đi hóa duyên, và đi hóa duyên cho mình gọi là đi khất thực đó, đi qua cửa nhà ông ấy nghe thấy tiếng gì, tiếng rên ở trong nhà là cứu tôi với, cứu tôi với, thế trong người khóc. Thế là ông sư, ông hòa thượng đi ra ngoài cửa tưởng là trong nhà có người bị ốm hay bị đau bị làm sao, hay là bị gì, bị người bắt cóc hay người gì, hay là người ta muốn giết. Cho nên là vị hòa thượng mới gì đi vào nhà, vào nhà thì cứ theo cái tiếng rên đó, thì vào trong gì, trong phòng, trong buồng ông ấy, thì thấy ông ấy đang nằm rên xiết, thì phải gọi người nhà thì chả thấy ai, về con cái vợ con đi đi làm hết rồi, để một mình ông ở nhà chơi chọi. Vì ông ốm bao nhiêu năm nay rồi không chết mà, thì nhà cũng phải gì của cải trước đây ông làm được bao nhiêu á, nhà to cửa lớn thì bán sạch, bây giờ chỉ còn cái gì, cái vỏ ngoài nữa thôi, đồ đạc thì cũng đổi nón ra đi để chữa bệnh cho ông hết rồi, nhưng chưa khỏi. Thì bây giờ vợ con cần phải đi làm thì mới có ăn, cho nên nó cũng không ở nhà để ai nhà để chăm sóc cho ông được nữa, cho nên bỏ ông, bỏ mặc ông nằm ở đấy đi làm. Khi vị hòa thượng vào nhìn thấy ông ấy lên chết như vậy, cho nên nó mới khởi lòng thương từ bi, mới hỏi rằng á, gia đình vợ con ông ở đâu mà có mình ở nhà nằm lê la một mình như vậy, khổ đau thế này, khổ thế này. Thì ông bảo, ông nói lúc đó thấy hòa thượng ông mới rớt nước mắt, mới bảo là gì, sám hối thầy, không giấu gì thầy á, con mấy năm nay ốm đau quặn quẹo gì, tiền của trong gia đình gì đều đội nón ra đi chữa bệnh cho con hết sạch, cho nên vợ con nó phải đi làm thì mới gì mới có ăn. Chẳng giấu gì thầy, trước đây nhà con gì cũng có của ăn của để, nhưng á nay á, con mới nhận ra cái lỗi lầm của mình rằng á, trước đây do gì, sở dĩ nhà con có của ăn của để như vậy, do chúng con thì sát sinh hại vật quá nhiều, cho nên á nay con mới bị quả báo như thế này, con hiểu. Và tội của con nó lại còn cấm vợ con đi chùa nữa, đặc biệt là còn gì, là còn xúc phạm hủy báng các sư ở trong gì, ở trong làng nữa, ở gần đây nữa, các chùa gần đây nữa, cho nên nay con biết là con có tội rồi. Rất may là để hòa thượng nay đến nhà gặp con, chắc một cái duyên của con, cho nên thì xin là hòa thượng cho con được gì, được sám hối. Và nếu mà hòa thượng hoan hỉ thì xin làm cái lễ quy y cho con, vì con bây giờ không có cái gì nữa. Thì hòa thượng mới bảo rằng đó, vậy thì được, nếu mà ông gì ông muốn quy y trước khi tắt thở như vậy thì ta sẽ gì quy y cho ông. Và hòa thượng ngay lập tức gì quy y cho ông ấy. Quy y xong thì tâm rất hoan hỉ và khuyên ông gì niệm Phật để hồi hướng, tiêu trừ nghiệp chướng sát sinh hại vật trước đây. Và ông ấy phát nguyện, ông ấy gì niệm Phật đúng 3 ngày. 3 ngày ông niệm Phật, các Phật tử ạ, nhất tâm 3 ngày niệm Phật. Và đến hết ngày thứ 3 buổi trưa vào giờ ngọ, tức là từ khoảng 11 giờ đến 1 giờ trưa, đó là giờ ngọ, thì vào chính ngọ khoảng 12 giờ trưa, ông cười vui và nói với vợ con ông rằng gì, hôm qua tôi thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí đến để vẩy nước cam lồ và rửa tội cho tôi, và nói rằng á, vào giờ ngọ ngày hôm nay tôi đi. Và bây giờ hỏi vợ con chuẩn bị đến giờ ngọ chưa? Vợ con bảo gần đến rồi. Ông bảo nếu đến giờ ngọ thì, chuẩn bị đến giờ ngọ thì đi sang làng bên đó thỉnh hòa thượng hôm trước đó đến để tụng kinh cho tôi. Thế vợ con để đi sang làng bên thỉnh hòa thượng về, cũng gần gần ngay đấy, sang thỉnh hòa thượng về, hòa thượng tụng biến kinh A Di Đà cho xong một cái, thì ông cười và chào hòa thượng, cảm ơn hòa thượng đã thì quy tam bảo cho con, đã dạy cho con cách niệm Phật, và giờ A Di Đà Phật đến rước con rồi, con đi đây. Thế là ông cười, ông hiện ra đi, mùi hôi đang chuyển từ mùi hôi thối trong nhà trở thành như hương thơm ngào ngạt, 3 ngày chưa tan. Đấy, người làm việc cực ác mà biết ăn năn sám hối thì cũng có thể qua được. Cái trường hợp này khuyên Phật tử này về á, khuyên ông ấy trước hết là phải để gia đình bỏ cái nghề sát sinh ngay, bỏ ngay lập tức thì mới cứu được, còn không bỏ thì
có Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương ba đời chư Phật hiện xuống cái đất Ba Vì này cũng không có gì, không có cứu được ông ấy, không có cứu được gia đình ông ấy. Cái việc đầu tiên là phải dừng tất cả cái việc sát sinh lại, bỏ cái vấn đề đặt cơm quán, cơm hàng, các thứ đi. Thôi, tiền để làm gì khi mà cũng gì, cũng chữa bệnh hết, mà lại còn nghiệp hai đứa con lấy vợ, lấy chồng mà không có gì ạ? Không có con. Như vậy là tương lai là gì? Là tuyệt gì? Tuyệt tự, tuyệt tử, tuyệt tôn. Tuyệt tự có nghĩa là tuyệt tử, tuyệt tôn. Vì sau này, sau khi mất đi rồi, ai là người hương khói? Mà ở trong địa ngục rồi, không may mà vào trong địa ngục, các tôi nói như thế, không may vào trong địa ngục rồi thì ai là cái người ở trên này để làm phúc tu thiện, để hồi hướng cho đây? Dắt nhau vào đấy thì khổ lắm. Cho nên trường hợp này khuyên cái trước tiên, Phật tử này về nên khuyên là cả gia đình nên bỏ sát sinh hại vật, làm cơm cỗ, cơm bàn kia đi. Thứ nhất. Cái thứ hai là phải cả gia đình nên gì? Nên phóng sinh, tu húc, tụng kinh, địa tạng ở nhà để sám hối cho ông ấy. Biết đâu có thể khi mà sám hối đến cái mức gì cực độ thì ông có thể cũng khỏi bệnh ung thư, mà hai đứa con thì cũng sinh được cháu. Cứ làm đi. Chứ trước tiên phải bỏ đó. Nếu chưa bỏ, bao giờ mà bỏ được cái nghề đó thì bảo gia đình xuống gặp tôi thì tôi sẽ hướng dẫn thêm. Còn chưa bỏ xuống, chưa bỏ được thì dừng lại. Câu trả lời ở chỗ đó.